Xin chào các bạn, tôi là Bùi Ngọc Hân, quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến corashop24h.com. Thưa các bạn, video ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn về trà linh chi Hàn Quốc. Các bạn cũng biết là linh chi là một cái loại thảo dược rất là quý hiếm và rất tốt đối với sức khỏe của chúng ta. Vậy thì sử dụng linh chi như thế nào cho hiệu quả nhất và dễ dàng cho người dùng nhất? Thì Hàn Quốc có ra một cái loại trà làm từ linh chi cùng với những cái thảo dược khác để giúp cho các cái hoạt chất trong linh chi có tác dụng tốt nhất, có thể phát huy hết cái tác dụng của mình. Và các bạn cũng biết rằng là khi sử dụng trà linh chi thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ rất là đơn giản và vẫn thấy là hiệu quả. Thì tôi xin giới thiệu với các bạn về tác dụng của trà linh chi Hàn Quốc. Vâng, thưa các bạn, trà linh chi Hàn Quốc thì có rất nhiều cái tác dụng bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta. Đó là giúp tăng cường tuần hoàn máu, giảm thiểu các nguy cơ về thiếu máu, các cái bệnh rối loạn về máu, cũng như là giảm thiểu nguy cơ về xơ vữa động mạch. Trà linh chi còn giúp cho chúng ta bồi bổ cơ thể, tăng cường cái trí nhớ, giúp tiêu hóa tốt. Nó còn giúp cho chúng ta làm đẹp da, thải độc và nó trị những cái bệnh dị ứng như là mẩn mụn, ngứa hay trứng cá. Và nó giúp chúng ta có một làn da khỏe mạnh, hồng hào, chống lão hóa. Vâng, trà linh chi Hàn Quốc còn giúp giảm thiểu các bệnh về tiểu đường hay là suy gan thận. Các bạn cũng biết là những cái bệnh đó là những cái bệnh rất là nguy hiểm, nó liên quan đến tính mạng của chúng ta. Vậy thì sử dụng trà linh chi Hàn Quốc hàng ngày, đấy là một cái cách phòng chống bệnh. Vì trà có khả năng giải độc và nó giúp cho chúng ta bồi bổ cơ thể, nâng cao thể trạng để chống lại bệnh tật. Vâng, và đặc biệt thì trà linh chi Hàn Quốc nó có một cái tác dụng là giúp phòng ngừa và hỗ trợ chữa ung thư. Các bạn cũng biết là trong linh chi thì nó có cái chất germanium, đó là cái chất mà nó giúp cho tiêu diệt, ngăn trừ các cái tế bào ung thư, những cái tế bào lạ trong cơ thể. Cộng với cái chất polysaccharides thì đó là cái chất mà nó giúp cho điều hòa cái lượng đường, điều tiết lượng đường để nó cân bằng. Nó cũng giống như là một cái insulin để nó cân bằng cái lượng đường huyết. Vì vậy mà nó hỗ trợ cho cái việc chữa tiểu đường cũng như là ngăn chặn ung thư rất là tốt và rất là hiệu quả. Vâng, các bạn cũng biết rằng là linh chi thì là một cái thức uống rất là bổ dưỡng, cái thảo dược rất là bổ dưỡng cho sức khỏe. Vậy thì trà linh chi làm 100% từ linh chi Hàn Quốc cũng như là cùng với một số cái thảo dược bổ dưỡng cho sức khỏe khác để cho ra một cái loại đồ uống tiện lợi mà vẫn giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, tốt cho hệ tiêu hóa cũng như là nâng cao thể trạng. Tại sao chúng ta lại không sử dụng hàng ngày, đúng không các bạn? Mời các bạn truy cập vào trang web corashop24h.com để biết thêm thông tin về trà linh chi Hàn Quốc cũng như là các sản phẩm khác của Hàn Quốc, hoặc gọi điện thoại tới số 0979149256 để được tư vấn hỗ trợ trực tiếp. Với phương châm bán hàng của chúng tôi uy tín là chất lượng, chúng tôi có chương trình đổi hoàn trả hàng trong vòng 7 ngày. Các bạn có thể tham khảo thêm trên trang web. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp bạn ở các video tiếp theo.